Việt, Hà Đan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Hồ Quang Hiếu, chính thức thì tôi yêu 5-6 người, còn những người khác nhiều quá không nhớ nổi. Lúc hết yêu, tôi sẽ kiếm chuyện để bạn gái mau chán mình rồi từ từ giãn ra. Tôi không thể duy trì quan hệ nếu không còn yêu, Hồ Quang Hiếu chia sẻ. Khi yêu tôi lụy tình, mất lý trí, ngốc nghếch vào mù quáng. Tôi nghĩ mọi chuyện trong tình yêu là do duyên số sắp đặt. Hai người gặp nhau yêu nhau hay làm vợ chồng đều do duyên nợ. Trước đây tôi yêu ai đều ghi vào nhật ký, nhưng sau này bị mất cuốn nhật ký đó nên không nhớ là trải qua bao nhiêu mối tình. Tôi yêu thì nhiều nhưng chỉ nhớ những người yêu chính thức, quen lâu tầm 3-4 năm thôi. Tính những người chính thức thì tôi yêu khoảng 5-6 người, còn những người khác nhiều quá không nhớ nổi. Tôi không đào hoa gì hết, đào hoa là phải thu hút phụ nữ, chứ tôi thì ít người thích chứ không nhiều. Tôi ít nói nên người ta không thích nhiều, người ta cứ nói tôi đào hoa nhưng không có chuyện đó. Tôi không hay nhắc đến người yêu cũ vì đó không phải cột mốc ảnh hưởng đến tôi. Tôi muốn nhắc đến những người thực sự có ảnh hưởng đến cuộc đời, sự nghiệp của tôi, giúp đỡ tôi, khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Với lại câu chuyện tình yêu là nhạy cảm, đã qua thì cho qua luôn, nhắc lại sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc đời của họ. Trước đây tôi luôn muốn dùng lý trí kiểm soát mình, tự cho rằng mình đã lớn nên không lụy tình, bớt yêu lại. Nhưng khi yêu rồi tôi lại vẫn lụy tình, mất lý trí, ngốc nghếch mù quáng, cho nên yêu mà đau khổ là chuyện bình thường, ai cũng trải qua, tôi cũng vậy. Hồi xưa yêu năng lượng trong tôi rất nhiều, có thể nửa đêm mua đồ ăn mang đến nhà người yêu, nhưng sau khi trải qua nhiều khó khăn biến cố tôi bớt đi, không làm như thời trẻ nữa. Tôi buồn chán vì có một mối tình tôi đã gây giận vun đắp rất nhiều nhưng lại tan vỡ. Hiện tại tôi buồn chán vì có một mối tình tôi đã gây giận vun đắp rất nhiều nhưng lại tan vỡ, phải yêu lại từ đầu. Bài không cảm xúc giờ vận vào người tôi, đi đâu cũng không có cảm xúc gì hết. Tôi nghĩ trong tình yêu không nên nhận phần thiệt về mình, cả hai nên cùng hy sinh, nhường nhịn cho nhau thì sẽ tốt hơn. Tôi không nghĩ phụ nữ là yếu đuối trong tình yêu, vì phụ nữ bây giờ nhiều người mạnh bạo lắm, trai mà bố láo là cho đinh lường liền. Tôi gặp nhiều con gái như vậy, ban đầu thấy rất cá tính, nhưng tiếp xúc nhiều quá sẽ thấy sợ. Tôi thích phụ nữ biết làm ăn lanh lợi, ra ngoài xã hội không bị bắt nạt, nhưng tôi cũng sợ kiểu phụ nữ đó nên phải cố gắng để bằng họ. Mất mát lớn đối với tôi sau mỗi lần bị đá là tiền bạc. Tôi bị đá nhiều lần nhưng vẫn cảm ơn những người đã đá tôi, vì nhờ họ mà tôi vẫn chạy hơn, hiểu chuyện hơn. Trong những lần tôi bị đá, cú đá nào cũng nặng hết, nhưng với tôi mất mát lớn sau mỗi lần bị đá là tiền bạc. Tôi nhớ hồi đó mới lên Sài Gòn đi hát, người yêu tôi cũng là ca sĩ trẻ, hai đứa quen nhau rất bình thường. Sau này cô ấy tiếp xúc với nhiều người giàu có, rồi so sánh với tôi nên chán tôi. Tôi còn đọc được những tin nhắn người kia gửi cho cô ấy nói muốn lo cho cô ấy thay tôi. Tôi có hỏi cô ấy sao quen tôi mà lại nhận quà của những người đàn ông khác. Cô ấy chối và nói chỉ là anh em, nhưng tôi tự thấy tự trọng của mình bị xâm phạm nên chấm dứt cuộc tình đó. Bản thân tôi khi đó cũng chưa đủ tài chính để lo cho bạn gái nên đành chấp nhận chia tay. Thời điểm đó tôi đau khổ nhiều, nhưng vì là dân tỉnh lẻ lên Sài Gòn cuộc sống khó khăn nên phải quên đi để kiếm tiền. Sau mỗi lần chia tay, phải vài năm sau tôi mới quen bạn gái mới. Người nói lời chia tay lúc là tôi, lúc là bạn gái. Đôi khi đang còn yêu rất nhiều nhưng tôi vẫn phải nói lời chia tay vì không đủ sức lo cho người ta. Ở thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa hồi phục sau nỗi đau chia tay người cũ, vẫn đang đau khổ. Nhưng rồi vết thương này cũng lành thôi, tôi cũng già rồi và phải lo cho tương lai nữa. Tôi cũng tìm cách cứu vãn một mối quan hệ, nhưng có những khi không thể cứu vãn được. Nếu tôi hết yêu, tôi sẽ nói chia tay, dù người đó còn yêu tôi không có tính thương hại ai hết, càng thương hại càng khiến người ta đau khổ. Lúc hết yêu, tôi sẽ kiếm chuyện để bạn gái mau chán mình, rồi từ từ giãn ra, tôi không thể duy trì mối quan hệ nếu không còn yêu. Tôi không sợ yêu người showbiz dù mới chia tay một người trong showbiz, khi nào cưới tôi sẽ giới thiệu bạn gái mới cho mọi người, bây giờ chưa cưới thì chưa thể tiết lộ. Đưa lên bây giờ rồi chẳng may chia tay người ta lại chửi cho. Lúc trẻ trâu tôi thích gái đẹp hấp dẫn, nhưng sau này lớn lên tôi lại muốn yêu người hiểu mình, biết chia sẻ và cùng định hướng tương lai với mình. Quan trọng là có nói chuyện được với nhau hay không. Ví dụ một cô gái trẻ đẹp thích tôi nhưng không chia sẻ được với tôi sẽ từ chối. Tôi thích phụ nữ từng trải hơn. Sau khi tan vỡ tình yêu với một người trong giới showbiz, tôi cũng mất niềm tin vào tình yêu. Nhưng nhìn các nghệ sĩ đám cưới hạnh phúc thì tôi vẫn vui mừng, có động lực trở lại để yêu tiếp. Vì thế tôi vẫn thích người yêu trong showbiz, vì dễ sẻ chia và hiểu nhau hơn. Nghệ sĩ chúng tôi có những nỗi buồn, người ngoài không hiểu được. Ban ngày có thể vui trên sân khấu, được tặng hoa, quà, vỗ tay, nhưng đêm về lại trống trải không.